À, gì bây giờ châu Phi cho Niger một tuần à, chiến sự hơi căng anh. Ủa, căng khi khô gì tao thấy bình thường à. Chẳng qua tụi em quan tâm mấy cái video nhỏ nhỏ nó đăng thôi chứ thiệt có đảo chánh mà quýnh lộn xuất đầu bể trán ai care nobody care. Mày nghe anh đi chốt kèo kiến thức anh là chuẩn rồi. Ngạo nghễ giữa năm châu sau châu Phi chơi kiểu Ngô Đình Diệm để khỏi nộp thuế cho Pháp anh thì qua mà dạy khôn châu Phi đi, tao đâu ý kiến châu Phi đâu. Đời không sao trăng gì trơn nó làm vậy à đó, người dân châu Phi người ta tự khôn ngoan người ta chọn lựa hướng đi đúng cho mình, còn nếu mà lỡ mà chọn sai thì dẫn dân tộc đi xuống hố luôn thế thôi. Đó là châu Phi nha mấy em, quan điểm sống của anh rất rõ ràng. Châu Phi biết cũng châu Phi cũng có bồ đúng không, tôn trọng châu Phi mà châu Phi sao bồ được. Mà mấy em bớt khóc chân này người kia đi, trong khi lực thì chả có, tiền cũng chả có, khóc nghĩ khô gì, người ta cần giúp tụi mày cũng giúp được đâu, sống không thực tế gì chứ. Giờ mua cổ phiếu của xe điện VinFast có được không anh? Mày có quốc tịch Mỹ thì mày mua, thứ nhất là có quốc tịch Mỹ thì mua, thứ hai phải có độ liều mua, thứ ba nó phải có tiền mới mua được. Tại vì giờ cổ thì nó nhảy phải nói là như tăng xong rồi đó, hôm qua lúc mở màn ra thì 20, tới tối tối nó lên 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 xuống xuống cùng chốt 38, rồi xong rồi báo chí lấy 38 nhân cho 2 tỷ cổ xong rồi nhân ra tài sản đó beng sáng giờ luôn. Rồi cái thứ hai nữa, bữa nay mới mở phát một nó sụt xuống 26, anh tắm xong cái lên 28, ổn quá nó lên nó kinh khủng khiếp luôn. Nói chung á là này rất thú vị nha. Xong rồi cái anh đá của anh coi coi chết mẹ đối thủ dí tới Tesla sao, thằng Tesla nó dao động có 2 đô à nguyên ngày luôn. Nên các bạn nào muốn tìm cảm giác mạnh đó thì các bạn vô đó vui lắm, còn có tiền có tầm thì mua nha. Còn trẻ trâu thôi khỏi đú, trẻ trâu ở cổ phiếu ở Việt Nam mua còn trả nổi nữa chứ đừng nói cổ phiếu bên Mỹ, vậy thôi cho nó buông. Gì à, VinFast 10 đô mua ok, 28 đô cao quá. Cái này nói cho sướng miệng nhưng mà nó ngu, nó không chả biết gì. Thằng tài trận nó con này cho sướng miệng thôi chứ nó phùng nó không biết gì chứ nó đại nè. Giờ thôi thiệt nha, 10 đô mày mua không? 10 đô mày mua mày thề đi, gia các dự đoán là thời gian tới nó sẽ là 10 đô đó, mà tới đó mày không mua mày tính gì? À, công ty VinFast được niêm yết rồi anh. Yes, anh như cho hỏi cổ phiếu trên Vin trên sàn Nasdaq là tên của Blackbase Acquisition đúng không anh? Không, cái Blackbase Acquisition đó, Acquisition gì đó, nó là công ty sáp nhập. Còn cổ phiếu á là cổ phiếu là sau khi sáp nhập xong á thì hai cái đơn vị này người ta discuss với nhau để người ta ra cổ phiếu có tên là VFS. VinFast IPO thành công rồi nên mua cổ phiếu Vin không anh? Mua trong nước thì mày ra mày mua đi, mai mở sàn ra mua. Còn mua nước ngoài á hả, chắc em chưa đủ đẳng. Nhờ 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 VFS mà mấy ông gốc Việt xuyên cập nhật sàn Nasdaq ghê. Tin mới nhất sáng hôm nay rớt 20%, 37 xuống còn 28. Mày xưa rồi con, anh theo dõi từ lúc 38 rớt xuống còn 26 xong rồi lên 28, anh cũng coi nhiều nè. Tại vì lâu lâu lắm em mới có được một cái cổ phiếu mà biên độ nó nhảy tưng 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 này, nó làm phê phê hiểu không. Chứ bây giờ em coi cũng Apple của Tesla mà cũng này nó một ngày nó dao động có 2 đô à, nên coi này nó thú vị. Giờ đang 29. Anh cập nhật mà cứ nửa tiếng anh vô cập nhật một lần nữa. Nói chung đây là một cái sự kiện đó, thì mình chỉ đơn giản mình nhìn vô cái sự kiện để mình học hỏi kiến thức mình có muốn thêm thôi, thêm những cái gì mình chưa biết. Để giờ lên lại rồi nè, giờ lên 297 rồi nè. Rồi cái volume là lên được 2,5 triệu. Hôm qua là tổng cái volume ngày hôm qua là 6 triệu. Có người nói giá gạo tăng, tại sao người nông dân trồng gà đạ lạo gạo vẫn nghèo đam sao ăn. Trên đời nào cái nào đúng thì ừ mẹ cho đồ đi, mắc gì phải đam trơn vậy. Tự nhiên người ta nói đúng mà cũng đam nữa, bậy không em nói đúng à, cái sao. Ok. Tới lui xuôi ngược chỉ người nông dân khổ thôi, giờ giờ thằng mua gạo ăn cơm cũng khổ nữa nè. Giờ đây người nào không ăn gạo thì khổ ít, mà ăn gạo thì khổ nhiều vậy thôi. Người người dân trồng gạo mà dạng nghèo gì bạn, giàu ngầm nhiều lắm, ngầm cái đầu mày chứ ngầm. Mà anh ta khổ thấy mẹ ta bỏ ruộng luôn rồi, giờ mày mày ngồi mà nhìn mấy mà có thể là ừ một số ít mà nó đâu đầy cho số đông. Người nông dân người ta khổ bao nhiêu đời nay ai cũng biết, người ta đâu cần mày nổ giùm đâu mày. Sống không thực tế nha con, sống phải thực tế chứ không phải bạ người ta nói cái gì ra mình cũng phải tìm cái mình nói ngược lại mới được. À, ngoài Đà Nẵng ra thì miền Trung còn thành phố nào tiềm năng phát triển không anh? Nói về tiềm năng thì chỗ nào cũng là tiềm năng, nhưng mà bao lâu tiềm năng nó thành thực tế thì chuyện nó hên xui. À, nếu nói tiềm năng phát triển du lịch chỉ có thành phố Nha Trang, vậy thì nếu mà lỡ du lịch toàn toàn luôn à, giờ em thấy Nha Trang thê thảm tới cỡ nào chưa? Nha Trang với Đà Nẵng bất động sản rao bán hàng loạt ngoài đó luôn, toàn là những dự án nghỉ dưỡng không, phụ thuộc vào một cái rất là nguy hiểm. Giờ có nhiều nhận xét nói rằng Hà Nội đã vượt mặt Sài Gòn về nhiều mặt, vậy theo anh Sài Gòn thật sự không còn thành phố của Việt Nam chưa ạ? À, mày bú đá hả mày, mày coi bao nhiêu người thập phương vô Sài Gòn lập nghiệp, chừng nào cái đó không khó thì rồi mày gãy sao. Ok, trả lời vậy được không mấy em? Em ở cho qua chuyện. Nó phải thực tế chứ, tụi em nói chuyện gì, tụi em nói chuyện lý thuyết mà lý thuyết biết lụm đâu, quan điểm của gì nó không có được kiểm chứng mà nó cũng có số liệu rõ ràng. Còn giờ hỏi mày thêm Việt kiều về về đâu nhiều nhất nữa, kiều hối gửi về đâu nhiều nhất nữa?
À, chào CEO, chúc buổi tối vẻ đại ca Trump khó thoát khỏi cửa ải Georgia, Georgia khi luật pháp tiểu bang này khó hơn liên bang nhiều. Đó là cũng hơi nặng, tôi cũng biết sao trong ngày mai luôn. Hình như bên phía mà bên 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 gì ta, bên Republic nó có gặp sao quá tạ hay sao mà. Đi Rồi có hơi mình ông nặng. Trump là ứng viên sáng giá nhất mà giờ bị chiếu quá trời luôn. Học đại học xong ra thua mấy đứa bán kem trộn nữa anh. Thời thế thế thời. Học đại học ra mà thua mấy đứa bán kem trộn là thời thế thế thời. Anh nghĩ sao về ngành kem trộn nước nhà? Ui nó thật sự là vĩ đại. Thông thường niêm yết trên sàn chứng khoán quá nhiều khâu kiểm định, kiểm toán, thẩm tra nên thường sáp nhập mã có sẵn trên sàn dễ nhiều hơn ạ. Mày nói đương nhiên đúng rồi đó, nhưng mà mày nói không đúng bản chất. Ví dụ như bây giờ anh là anh làm ngành gym, rồi xong thằng Tú nó làm nghề mổ heo, nhưng mà thằng Tú vì lý do nào đó nó được lên sàn chứng khoán rồi. Vậy tao nhập chung với nó, giờ tao thành mổ heo hay tao thành ngành gym? Nói chung là mấy em nói chuyện anh nghe về về tài chánh anh nghe chưa có đã lỗ tai em nghe. Chắc phải hội phải 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 đàm đạo riêng với ông Ngô Tất Sập được. Anh biết nghị định sắp tới của Bộ Thông tin Truyền thông xử lý vi phạm trên mạng cho anh nghe nói là cắt mạng với những người vi phạm. Có nghe rồi, thấy cũng trừu tượng lắm, biết tiếng sai sao. Cắt mạng thì cắt mạng nguyên gia đình luôn chứ sao cắt mạng cá nhân ta. Vậy ví dụ như Tú ở nhà nó vi phạm gì đi, cắt mạng thằng Tú tức là đồng nghĩa cắt mạng gia đình thằng Tú thôi. Nhưng mà anh thấy cái đó anh thấy nó không được professional á. Cái gì ra cái đó chứ cắt mạng là giống như là cứ cho là cắt được đi, đó là cái gì ngăn chặn tụi em tiếp cận với thế giới văn minh bên ngoài. Em có câu hỏi này không có gì đâu ạ. Bây giờ đất nước ta đang như thế này anh mong thay đổi gì ạ? Anh thì mong thay đổi điều nhỏ nhoi thôi, là mấy thằng kẻ trâu nó bớt ngáo lại, nó sống thực tế hơn, nó viết đỡ sai, nó viết đựng sai chính tả nữa, và anh cảm ơn cuộc đời rồi. Anh chỉ mong mỏi có nhiêu đó thôi mấy em, anh không có mong mỏi gì cao sang hết đó. Giờ em thấy vấn nạn tốt nghiệp đại học xong tôi có 3 điểm cao chót vót mà chọn đi xuất khẩu lao động. Nhiều người nói là chảy máu chất xám, chảy máu con mắt tao, cậu xuất xuất khẩu lao động mà dùng chữ chảy máu chất xám. Em cần phải học hỏi lên nhiều nha, định nghĩa hoàn toàn sai mấy em. Cái đó phải dùng là chảy máu cơ bắp. Chảy máu chất xám là vậy nè: Olympia, phổ thông năng khiếu, Lê Hồng Phong. Mấy thằng bạn trên mạng nó bảo có kiến thức nhưng phải chọn công việc chân tay là chảy máu chất xám anh ạ. Kiến thức con mắt tao, nó có kiến thức á là nó qua bên Nhật nó du học xong nó làm một kỹ sư, qua bên đó làm cu ly đã đời xong rồi nói chả mối chút xám, nói vậy ai nghe mày nói vậy, giống như bị gọi là flexing. Thằng kia ăn tô phở 4 triệu nó flexing kiểu nó, mày cũng flexing luôn. Trên mạng toàn mấy thanh niên tự hào, ra đường thì toàn thanh niên chạy Grab, vô môi trường xịn thì toàn thanh niên xuất ngoại. Tương lai đất nước mình sao đây anh, tương lai đất nước sao anh biết được. Nhưng mà anh thấy bây giờ mấy thằng ngáo nó tàn phá hơi bị ghê á, có điều anh thấy thôi. Một xã hội mà thằng ngáo đông hơn tỉnh, tại vì nói chung là tác hại của mạng xã hội đó. Ngày xưa không có mạng xã hội đâu có khùng dữ vậy mấy em, nó khùng vừa vừa thôi à, cùng lắm ngồi nhậu bàn chuyện thế giới thôi à, hết giờ cũng quá trời quá đất. Con người yêu có bầu mà không có tiền cưới phải làm sao anh, đăng ký kết hôn đâu tốn tiền mày, đâu có cái chuyện quan trọng thì không làm đâu, làm chuyện xài bởi tao nói trẻ trâu Rước nhau về ở bình thường bình thôi, thường cần gì văn minh cưới. là thế. Bây giờ lỡ làm nhiều có bầu có tiền cưới đăng ký kết hôn, rồi sau này đứa nhỏ 3 tuổi đi đi rồi đám cưới, lúc đó nó có tiền rồi đám cưới trong nhà thờ thôi không tốn tiền mấy em, đúng không? Cho đứa nhỏ nó cầm nó nâng cái váy mẹ nó đẹp như trong phim vậy đó, xong rồi thuê quay phim rồi đám cưới 10 triệu đẹp cả làng. Ukraine thừa nhận bất lực trước tên lửa siêu thanh của Nga. Mẹ tên lửa siêu thanh ai chả bất lực, có Mỹ đấu đâu thôi chứ ai đấu được mày, nên giờ tên lửa siêu thanh Ukraine bất lực là đúng rồi. Ukraine có gì đâu mà đỡ. Nếu Nga dám dùng hạt nhân với Ukraine thì NATO có vào cuộc không anh? Anh nghĩ theo quan điểm kiến thức của anh nghĩ NATO nó cũng bị liệt, nó phải đu song thân chứ. Hôm nay Poland nhìn ngầu nhưng còn nhiều đời nhiều nhiều đồ thời Xô Viết của anh thì đẩy cho Ukraine mua đồ mới. Chiến lược của Ba Lan là giờ từ từ đẩy đồ cho Ukraine xong mua đồ mới. Hiện hiện đại quá quân đội mua đồ mới tốn tiền thuế của dân châu Âu, chuyện đó để quốc hội châu Âu lo mày, chứ là nghị viện châu Âu lo. Mẹ mở miệng ra tốn tiền thuế tán một tay cái bóp, đó không phải là chuyện của tụi mày hiểu chưa, mà là chuyện của nghị viện. Ở đây biết bao nhiêu bạn biết nghị viện châu Âu là gì. Em có con 4 tuổi cho học trường UK Academy, em thấy trường này có tốt không anh? Một tháng chín cũ. Tháng chín cũ hả? 4 tuổi, 4 tuổi học Mầm mầm non non thôi tốt dở gì, 4 tuổi học mầm non thôi, đó là người ta chăm sóc mình thôi. trong trẻ giống tôi. Còn giờ em phải coi chương trình của nó, là bây giờ nó vô nó vô lớp 1 là nó học nhiêu. Nói chung lớp 1 học chừng mười mấy triệu á chắc cũng được được, anh nghĩ vậy, mười mấy triệu tháng là chắc được á. Còn còn nó nhỏ hơn tháng chín cũ chắc cũng được, chắc cũng đúng đúng cũng được em ơi. Nói chung giờ có điều kiện cho con của quốc tế là very good rồi. Trường quốc tế bàn cãi gì nữa, vô trong đó học như dở hay khôn không biết. Thứ nhất là
được 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 đối xử trân trọng, thứ hai là mindset ổn, thứ ba là tiếng Anh ok, rồi ba đó được rồi đó. Ba cái đó nữa mà ví dụ gia đình có điều kiện sau này thi rớt đại Bách Khoa đó thì thôi đi du học luôn. Bách Khoa không có dễ vô đâu nha, nhưng mà mấy đứa mà không có mấy cái đó nó rớt Bách Khoa làm đi đi chạy xe ráp đó. Còn bây giờ ví dụ như mà con học trường quốc tế đi mà lỡ xui rớt Bách Khoa, lỡ mà có tiền đẩy nó đi du học được. Em thấy chương trình mới khá nặng, nhiều phụ huynh dạy con vô lớp 1 mà mệt nghỉ luôn, cái đó ép gà quá mày ơi. Cái đó rất là phản phản giáo dục, phải gọi là phản giáo dục đó. Mấy đứa nhỏ mới lớp vô lớp 1 giá cái cặp mà cao không nổi luôn. Lớp 1 có khỉ khô đâu, phải phải mà phải mà phải nộp đơn xét đồ kinh khủng ha. Lớp 1 mà xếp hàng đồ nộp đơn đồ kinh khủng khiếp và tỷ lệ chọi mà chọi bể đầu luôn. Qua đã học trường tương đối thoát, dưới thì có quốc ở trai không anh, mày qua bên đó mày 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 mày, mày hít thở không khí thôi là lời không, mày ở bên Beijing rồi nội chuyện đó thôi khỏi bàn cãi là của mày ơi. Nó bây giờ mấy em muốn biết nè, vô Beijing đúng không, ví dụ như vô Beijing là vô cái app Air Visual Air Visual Law Air Visual ok rồi sạch thành phố Beijing tiêu mà tao quên sạch thành phố nằm đâu ta, à, Beijing bên bên Beijing bây giờ là điểm 63 mấy em, điểm càng nhỏ càng tốt nha. Bên Beijing là điểm 63. Còn bây giờ qua bển học trường làng làng trường gà đúng không? Ví dụ trường gà là bên 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 bên, bên thành phố Little Boy, Little Rock. Nó thành phố Little Rock nhỏ thôi, Cù Bắp thôi, phố nghèo luôn. Thành phố Little Rock. Nó thành phố Little Rock điểm 25. Bên kia 63 bên đây 25. trình cũng Còn ví dụ như tương bây giờ đối. đi qua bên thành phố Cù Bắp cũng tới sạt thành phố cực kỳ nhỏ luôn. Tên là Little Em là có không luôn mày ơi. Không luôn, là không bị gì luôn. Ảo ma vậy không luôn,